Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Liên quan đến bài phản ánh của truyền hình Người Đưa Tin, review xe ô tô chớ để chơi đùa thành chết thật. Vừa qua, để có những thông tin khách quan, phóng viên truyền hình Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với Công an thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an thị xã Sơn Tây xác nhận tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, cầu Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn vào ngày 14 tháng 3. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Sơn Tây đã lập tức có mặt để ghi nhận hiện trường vụ tai nạn. Trong quá trình làm việc, nhóm người này khai nhận rằng đang đi tìm địa điểm để du lịch thì bị tai nạn do không thạo đường, khác với những thông tin đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội về việc xảy ra tai nạn trong quá trình thử thanh răng Stretch Bar và Lower Arm. Vị này cũng cho biết bản thân mình không hề biết sự việc nhiều kênh review xe đã và đang ghi hình trên địa bàn. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của truyền hình Người Đưa Tin, thì tai nạn trên xảy ra khi nhóm người này đang thử thanh cân bằng của xe và kênh review xe này được xác định là kênh xế cưng theo đúng thông tin truyền hình Người Đưa Tin đã đăng tải. Câu hỏi được đặt ra ở đây, vì sao nhóm người này phải nói dối? Khai báo không chính xác với chính quyền công an địa phương về nguyên do thực sự của vụ tai nạn. Liệu có hành vi trục lợi bảo hiểm đằng sau câu chuyện này hay không? Trao đổi thông tin với một công ty bảo hiểm, người này cho biết nếu chủ xe tự ý thay đổi kết cấu xe thì khả năng cao sẽ không được nhận bảo hiểm. Trong một diễn biến khác, dù các kênh review xe liên tục sử dụng hình ảnh được ghi hình tại đây nhưng bản thân công an địa phương lại không nắm được tình trạng này. Việc cơ quan chức năng không hề biết đến các hoạt động diễn ra trên địa bàn mình quản lý khiến dư luận không khỏi hoài nghi về vai trò của công tác quản lý công an thị xã Sơn Tây. Dù chưa rõ nguyên nhân vì sao các cá nhân của kênh xế cưng phải khai báo khác với thực tế xảy ra tai nạn là gì, nhưng kênh review xe xế cưng đã vi phạm một trong những điều cơ bản nhất khi tham gia bảo hiểm, đó là trung thực. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.